Xem có gì. Đờ. Nhận phải đó. Là bên chỗ lên giáo. Không biết. Cũng mấy. Chả biết đi tìm ở đây. Đi tìm trước. Sử mấy cái rương ra rồi. Ủa tự nhiên tôi ba tới đây cái tôi thấy nó hiện lên cái nút đờn cái tôi đờn cái giờ điệu nó để nén mưa rồi đấy lưu chuyển mưa nén. Ủa là chị để chị lưu chuyển là sao? Khó hiểu à mưa à, khó hiểu ta. Thôi đi tìm của máy trước đi. Đúng là một bài hát vậy đó. Tự nhiên tôi ba tới đây cái nó nói gì đúng là một bài hát hay vậy nè. À chúng ta tham gia và diễn tấu và ra nè đi. Nó kêu đúng là một bài hát hay à. Không biết đúng như nhiệm vụ không biết. Không có nhớ. Phải tôi coi nhớ sẽ gặp lại. Kiểm tra. What the hell. Bây giờ làm gì? Chỉ sâu bình xị. Hư hư hư, tìm của máy ở đâu? Mệt mỏi nha. Tự nhiên tôi di chuyển tới cái đây cái nó để gì đây. Hôm bữa làm nhiệm vụ nó không hôm bữa làm nhiệm vụ nó không được thành tựu, bây giờ tự nhiên chạy ngon quá là được. Tự nhiên quên rồi. Ủa bà đã khôi phục rồi. Quên nó khôi phục rồi. Giờ đi tìm Vanoa với mày nè. Không biết nó đi cái đường nào nè. Chú kia ta. Chú kia nha, tôi là cái chỗ dịch chuyển luôn. À, tao đang tìm mới có gì không? Không có luôn đòn nữa. Có gì mới mẻ không? Không luôn. Thấp tiên thần tượng cũng chả thấy đâu. Trời đất ơi. Cháu nhỉ? Không sợ vườn ư mà đâu. Chả biết tìm ở đâu. Quay thử. Tự kiếm sao. Cái gì đây. Vũ khí. Đã kiếm tế lễ. Màu trắng. Vàng đây. Vàng vàng. Không không. Không hy vọng gì rồi. Không biết tôi đi tôi đai không biết cái gì mà nó chỉ không biết. Hát mất.
24. Không biết kích vô cài không biết phải không. Kêu đi tìm vườn ư mà ổ cảnh. Gì ổ cảnh gì? Cánh cổng ổ mộng. Rồi sao nữa? Cho đùa thôi à. Vườn ươm là ở đâu trời? Mệt nha. Đây thì ra cái vườn ươm là mấy cái mà mình di chuyển như cái ruộng. Nè ngay chỗ, nè đây là một. À, bật mình đưa ra tôi coi lít luôn à. Cái này tôi giải hồi trước rồi, trước khi làm sự kiện rồi. Rồi xem cái thứ hai ở đâu ta. Cái thứ hai ở đâu ngoài chỗ đây. Đi dưới này lên được không này? Là đi từ ngay dưới đây. Phương ươm đâu? Rồi chắc phải leo lên rồi. À mỗi cái vườn ươm này nó có một cây dù. À không ta, mỗi vườn ươm là có dù vậy. À kia. Chỗ vườn ươm là nó hay có cái dù. Chỗ nào bắt đầu đâu? Ở đây bắt đầu không? Rồi chỗ kia là đi hái. Xong đi sao? À đây đây. Đấy, ngon lành. Nỗ lực, hồi được hồi báo rồi. Nỗ lực, là phải hồi báo rồi. Rồi, điểm thứ hai. Thứ ba là ở đâu ta? Điểm thứ ba như cái tháp tiên thần tượng ở dưới cái ô. Coi theo người ta, ta chỉ đi. Ô tìm cái chỗ nào có cái dù, dù trên kia. Coi. Ủa nè, nè nó giảm phải cái dù mà nó cứ có cái có cây, có bông, có lá ở trên này. Đó. Sao mà có cái thằng nó đứng nó hát là thằng đó. Táo. Gì như diễn táo trong của nó cho quà hay sao. Cho quà không? Đúng mà, cho quà mà. Hái được kìa. Ủa sao nó không cho hái à?
kỳ cục vậy? Đấy. À, sai rồi. Bị thiếu rồi. À, không phải đây tới kia mà là đi đây. Ngon. Thứ ba. Thứ tư là ở đâu? Đến thứ tư là ở đây này. Đừng rảnh. Nhạc hay ghê. Kia rồi. Có sao nào. Này. 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 Này đúng không? Cái xong lại. Này. 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 Cái mọc thêm. Đi đây. Đi đây. Này. Ha ha. Quá dễ. Nhặt hai ghê. Rồi, điểm tiếp theo nữa. Rồi, điểm thứ năm là ở đây. Chạy thẳng tới tí thì sao? Ngon lành. Đục. Trông hơi rối nha. À, bây giờ đây bên đây dễ mà, bình tĩnh. Này gì vai gì thông minh mà. Đã đây luôn. Ngon lành. Qua ra mây. Ủa vừa nhận được cái gì vậy? Qua ra mây gì vậy? À cái cây. Cái đó là cái cây mà mình thấy á. Cái cây chính nè. Nhạc là cái đó. Điểm tiếp theo nữa là ở đâu? Điểm tiếp theo vẫn ở đó, chạy thẳng tới chắc ở đâu ngoài chỗ đây. Tầm tầm đâu ngoài chỗ đây thì ở đây. Chả biết. Hôm nay không đi ra ngoài. Đi chạy. Tôi hôm nay cũng nói như vậy. Chạy luôn. Trời không biết đúng không trời. Thấy hơi sai sai. À đây rồi. Hướng bên này. Ủa bên kia có khiêu chiến kìa. Tí lẫm có khiêu chiến rồi được. Phường đâu à. Thấy tôi lẫm có khiêu. Ủa có khiêu chiến đâu. Ủa. Nó thấy có khiêu chiến mà.
mất rồi. What the hell? Mà thay cái hay là con hổ lông già đó. Chắc thấy con này tưởng nhìn nhầm thôi. Trời sao váy mình có làm gì đâu, có ai làm gì đâu trời. Có váy không lên đây. Rồi ở đây nha. Từ từ tìm cái chỗ kia đó. Kia đằng nào cũng tới kia thôi. Vậy từ từ bình tĩnh này, đằng nào cũng phải nhích lên đây. Đúng rồi này, thấy nhích lên đây rồi đó, nhích qua đây, nhích qua đây, đây bên này, bên này hay bị lót nha. Này sẽ chui ra ngoài luôn rồi đó. Ai đù. À vẫn còn. Vẫn còn. Quá. Đằng nào cũng phải đi hết cái ra chứ để đâu có cho ngoặt lại luôn hả. Phải đi ra hết. Rồi ok. Không được đi lùi nha. Đây là phải đi tới. Ngon. Quá dễ. Sao một điểm nữa. Trong này có cái gì lắm luôn. Cái gì à? Củ cải cà rốt. What? Kiểm tra. What the? Tìm điểm tiếp theo. Điểm tiếp theo là này. Nó đào ở đây nha. Rồi, ok, đi tới đó. Hello mấy em. Đồ khoáng sĩ phòng 20 mét. Có dòng lây để làm gì? Thôi kìa bỏ đi, mất rồi vào. Còn cá gá. Ủa có đơm rượu mới đi qua đâu? Có đơm rượu của tôi đâu? Đây 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 đây. Trung tâm. À đù, sao hai kế luôn. Thằng này trước quá. Đi thử thôi. Hành xui. Hên xui. Thấy mẹ rồi. Thấy mẹ rồi. Cũng còn hai. Dễ nhắn đi đâu vậy. Ngon.
Vat Mariti Rati. Tiếp theo là ở đâu? Vị trí tiếp theo là ở đâu tìm ra đây? À, ngon, có điểm dịch chuyển. Mãi rồi, không sót nữa rồi. Còn cái thất tiên thần tự nghe hình như chắc sai nhiệm vụ nó mới cho mở. Đâu đây, tìm cái dù. Có cái dù chưa? Kia có cái dù không biết. Đây đồng thử. Nè cái dù nó nè. Là âm nhọt chắc đòn ở gần đây. Hót, có hót. Ơi, có quà. Ngon. Lệ thêm. Nó cho cái gì? Cái mà để ấp thiên phú. Ấp á. Cái đó gọi là thiên phú. Bài giảng lên. Cái đó gọi là cái gì? Thiên phú là cái gì? Đúng rồi, thiên phú. Ủa rồi có ruộng đâu? Cái dù ở đây mà có ruộng đâu? Quá đã hở. Chắc lượm rồi quá. Như lượm rào gì sao biết. Đúng thật. Cái dù ở đây mà. Đúng y luôn bóng gác. Chắc nhạc rào gì nè. Nhạc rào có con nó hót đó. Râu ý chứ. Thôi nhạc râu bà con ơi. À, mục tiêu thứ 9. Tiêu thứ 9 là ở đâu mà chỗ nào ta? Đang ở chỗ này không biết. Đang ở chỗ đó. Dịch chuyển qua. Ok. Ô nhả ngược lên hả? Vâng. Đừng có đi theo cái mé trán. À đúng rồi, đi lên đỉnh. Trời mắt hổ lông chè. Thôi tôi đang để phun cấu hình làm nhiệm vụ. Bỏ đi. Bữa nào rảnh rảnh đi mặn thịt. Kia rồi, cái dầu kia rồi, tháo rồi. Tháo cái dầu rồi. Giòn lý. Mình sắp tráng lái lượm vậy miếng. Cho ai biết lái lượm vậy. Thay ngựa mát lái lượm. Ồ, một cái này nữa. Cái đó phải lượm gì ta? Lấy cái coi hai bò bán rồi. Từ để từ từ tháo nha. Lượm ở đâu cái đó. Như bén rồi sao ạ. Coi hai bò à. Ủa. Mất rồi. What. Ủa cái đó đâu. Sao còn có đòn như vậy? What? Nó đâu phở á? Ủa rồi đâu?
Thôi chết luôn à. Rồi 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 rồi, xong luôn. Mất cái cục. Rồi giờ sao? Rồi giờ sao cha cái nãy? Thôi Vũ. Mất cái cờ Hava sao bán rồi đấy. Trời đất. Alo. Gái nó hiện đây không? Thôi sang rồi. Bỏ tay. Má. À, được, chơi ớt nhỉ. Nào, cái nào đang sáng. Cái này đang sáng. Từ từ mà đứng nó mà hót đi. Từ là tới ta lấy quà. Này giảm rồi. Giảm rồi giảm. Không được đi qua mình đó. Bấm chiếu. Bấm chiếu. Bấm chiếu. Bấm 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 bấm. Hay á. Quá ngon lành. Tới đòn cho em nghe nó nghe nó biết chọc hoài. Hello. La 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 la. Hello. Ngon lành. Gì? Trời, bây giờ mất cái cục kia sao mà bán nó kìa ta. Mất cái quả. Cái gì cái quả Suma gì đó. Hôm bữa đó làm nhiệm vụ Arena nó cho cái cục đó. Mà giờ thấy bỏ ta. À đù à, không tin được luôn. Tôi nhả cái hoa lừa dối. Tôi nhả hoa ngỡ ra hoa lừa dối. Tôi quýnh nó cái nó tự nó mở ra luôn. Ngon. Để bỏ không ngon. Này sao á. Điểm tiếp theo là ở đâu? Điểm nữa là này. Nó nằm ở đâu ngay chỗ này. Ok. Chuyển. Tôi từ giờ tôi chạy. Từ tay nó hót. Tôi mừng quá. Tôi quanh quay. Nó kêu cái gì giai điệu như rừng ca hít khởi. Ok chào đón. Hôm ngay. Ủa không cho cái kia nữa hả? Cho 10.000 mora thôi hả? Trời ơi, buồn quá. Quá buồn luôn. Từ bình tĩnh, qua cái nào đau ngay sáng. Này. 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 Này đúng không? Này đúng không? Này. Đây qua này, đây qua đây. Qua đây. Qua đây, qua đây. Này, chạy thẳng. Thẳng luôn. Này. Này.
Thấy à, vẫn còn mập. Hay quá. Đúng rồi, phải đây như vậy mới đúng nha. Này, xong rồi đây qua đây. Đi vậy cũng được. Ừ, hay đi như này cũng được, cái gì đâu. Nọ, hay là ở đây. Ngon lành. Rồi điểm tiếp theo ở chỗ này á. Qua là hướng này. Chạy lên. Coi có thằng nào đang hót không. Ừ, ở đâu à? Vườn ươm. Nè 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 nè. Không thấy em nào hót nữa. Đấy, lượm thôi. Sáng này hả? Nãy. Đúng rồi. Này, 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 này. Từ từ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ như đây. Không, phải đi hướng này thôi. Vô đây kia. Cái điểm. Cái điểm ngay cái gáp ngay cho cái bán của cài nè, đó là cái điểm cuối cùng. Đi đây phải đi cái hướng này. Rồi cái này chắc là đúng đó mà. Này đi qua đây. Đây, đây. Đấy. Bây giờ trả lên trả đây. Ngon. Một đường. Quá dễ. Trời nhọt hai vết trời. Tiếp theo là ở đâu? Tiếp theo là ở đây. Ở dưới đây xí. Gần gần ở dưới. Hướng này luôn. Qua có e hót không? Vườn ươm đâu? Nó tôi lượm mà ngang. Có thầy kia. Hót đi, hót đi. Hót đi. Không hót à? Đánh cha. Nào, chúng ta cùng cha về đi. Ok, cha luôn lượm sao? Ủa mà hình như lượm rào gì luôn hay sao? Còn một thằng ở chỗ kia nữa. Nguyên tinh thổ lấp lánh ở đâu? Cũng nhớ chứ. Lấp lánh à? Lượm được không ạ? Ăn trúng cái màu xanh là bị trừ à? Lấp lánh, phải ăn cái lấp lánh mới được. Nguyên tố thổ hay là lượm cái màu xanh?
如磐石。Làm lại á. Trương của có thể nha, bây giờ như lấp lánh thuộc về tôi, vì tôi sợ lấp lánh ở đâu. Phải lấp lánh. Lấp lánh. Ai đó có màu xanh là bị trừ nha. Nè nè nè. À. Ủa sao nãy giờ không thấy cái thùng gỗ? Trời ớt vậy. Bật nha. Thu sâu bình khí. Trời đất ơi. Hết giờ. Bật cái. Lẹ 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 lẹ. Thôi lấp lánh. Nhầm vậy. Cái gì hôm ăn. Đừng ăn sạch bán thì có gì đó. Nói gì ta. Đừng ăn sạch bán. Là xấu. Vì tôi thổ. Vậy thì tôi ăn màu xanh đây đi. Ăn màu xanh hết đi. Mày ghê. Lẹ. Lần này ăn hết luôn. Rồi. Thua. À hình như tôi hiểu ra rồi. Cái lúc nãy hiện lên là nhớ đau sang là đập cái gỗ. Đập cái thùng gỗ đó. Phải nhớ ở đâu. Tôi thổ. À là cái thùng thứ nhất nè. Sang cái thùng đây là cái thùng này sau cái đây. À là không phải ai cái đó. Rồi là đập thùng gỗ. Thùng thứ nhất. Một. À, không phải đi lượm mà là cái này. Chơi dài đây. Nghiên cứu nãy giờ. Ý ra. Ô cái này tôi lượm rồi. Thằng kia đứng hót rồi. Có hót không? Lùm gì đấy? Phải mừng rất nhiều. Có thể chia cho anh ra. Hay là kế được không? Ok bạn. Mình nhiều lắm. Đúng là bận tóc. Khẩu bận tóc. Cho quà đi. À, có quà, có quà. Ừ. Tiếp theo là ở đâu? Một điểm tiếp theo nữa là ở... Này. Nó ở đâu ngay chỗ này nè nó. Di chuyển qua đây. Không biết có đường lành ta. Rồi. À, có đường lành. Trong đoạn này nhả nha, có cái hoa hồi phục. Không sợ hụt hao đâu.
lên luôn. Ô dầu sập. Thú thù hòn hát đâu? Đâu à, hát vườn ươm đâu? Ủa vườn ươm đâu? Dầu đâu? Em thấy mấy cái dầu à, ngủ ta. Sao nhỉ? Vườn nếu nếu mà nhặt rồi nó có thửa ruộng màu tím. Rồi đây đây qua đây. Không có. Tự trả xí. Có đúng đã. Gieo hạt. Qua lít nó biểu gieo hạt. Chỗ đã có mấy cái chữ vậy hả? Hồi sớm thôi. Sớm thêm cái chữ à. Alo, alo. Đâu rồi? Sao tôi tìm nó? Hả à, nè. Sử dụng à? Cách vô túi đồ sử dụng à? Vẫn là tìm họ của nó cái đó. Biết cái họ cái nằm bên nồ này nha. Quả có quả không? Gieo hạt phát trợ. Bật rồi. Chẳng phải đâu. Như cái nồ ấy chưa. Hạt giống. Ui xem hạt giống gì mà. Hạt giống có chữ V đằng trước rồi thầy. Rồi. Sử dụng. Tìm hiểu ta. Tìm hiểu thử. Cây đó. Rồi. Người ta đã tụi đàn. Được cái gì? Chưa gì không? Ủa đâu à? Từ 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 từ. Như trong đây là ổ mỏng á. Thằng này là ôn mộng nha.
trên đó là ổ mộng, trên đó là ổ mộng rồi. Hay là phải vô nó có dịch chuyển ra ta, từ để coi có chỗ thì nó phải sao đi trong này, từ đi lẹ phải vô trong đó nha. Đi đúng chưa ta, phải vô trong này đó. Ok, đòn nhãn táo. Ai mà vô vậy? Rồi, vô trong. Rồi, vô trong rồi thì... có một cái ta. Vô trong đây giao họ nha. Hơi xa xa ra đó. Đi xa đường mà. Nghĩ đi xa đường quá. Đi xe đường mà. Chạy bộ à. Kỳ cục ta. Thử lại thử. Chạy vô này. Đâu phải đâu. Từ từ. Có cây giữa ta. Nè đâu phải. Nó có cây giữa kìa. Này như ở bên ngoài đó. Đâu ở bên ngoài. Đấu quá. Hello. Biết đi đúng đường biết
đây. Chưa vô đây. Chưa vô bên phải á. Như là đang đúng rồi đó. Nhạc cơ qua đây. Xong đi ra lại đây. Xong có chạy vô lại không biết cần đòn không biết. À. Mỗi lần dịch chuyển là mỗi lần mất. Ủa nhiều con đã có phải rồi. À phải ra phía ngoài. Ra ngoài thất tiền thần tượng cái chui vô lại. À mỗi chỉ cần dịch chuyển một phát là bắt đầu nó ra bên ngoài. À phải đòn là nó vui vô bên trong. Hiểu rồi. Dịch chuyển đi đau khó là bắt đầu nó mất. Hơi lâu. Đúng rồi. Cứ mỗi lần dịch chuyển là bắt đầu nó đãi ra ngoài. Từ tiền nữa thôi nó. Arakudo. Bên này đâu có đống tiền. Thôi. Thử rồi. Gieo mầm trước rồi đã. Thằng này không có tay. Hello. Là ban đầu lúc đầu vô nhạc có qua ngọt xong rồi vừa nhạc được cái này nha. Đẹp. Đẹp. Bấm. 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 Còn một cái nữa đẹp ở đâu. Nè. Đi hai cái. Và không biết đủ không biết. Tôi chạm vàng tôi xem có đủ không. Chắc đủ rồi. Ok đây phải đợi 24 giờ nha. 24 giờ thời gian thật luôn ngoài đời luôn. Trời đất. Nãy giờ tôi chỉnh đồng hồ trong game, tôi chỉnh mấy ngày luôn mà đâu có được rồi. Nè thời gian thật rồi 24 giờ. Một ngày đấy. Rồi đợi, sao? Đi video đây bữa sau tôi ghép vô luôn. Rồi dừng video. Khi nào nó nở sang tôi ghép vô video luôn. Qua nó rồi. Đây là con bay mờ nó nhát nha. Nó nhát là hoài vậy đó mà. Đã không bắt hoài được. Cái này nằm trong mộng cảnh nha. Tới cái khúc kia đòn rồi nó vô vô. Trời làm gì không biết. Xong rồi. Ủa sao tự nhiên mình đi ra mình đi vô nó mạp tiếp ta? Không hiểu ta. Ủa nói. Ủa cách trúng gì đây. Ủa tôi đang nhặt qua nè. Mặt trời Bieber cũng rất vui. Là sao? Chỉ
Nó tốt nhất hơi trà nhạt cho nó ngay. Sao không quay? Là sao? Là sao chưa? What? Cái cuốn sách đó là sao? Vẫn chưa sao mà. Rất cho nghe à? Đấy là ký ức cho tắt cho bọn. Con trang vườn hình dáng của nó nhớ theo với bọn trông như thế nào sao luôn đau ý nó anh trai ạ. Lượm luôn nấu thử được cái gì không? Về va lúc con được không? Được thôi. Ok. Để xem ạ. Cảnh sống sinh thế xem. Như tỏa trong tranh. Ta cái hàng này rồi. Qua chỗ nào đi? Đừng qua chỗ này xong. Nhà thí nghiệm gì đây? À, từ từ để tôi xử cái thằng này coi đã. Rồi, xử xong rồi, đi tiếp. Kìa chắc bán rồi. Xuống. Có đứa bé
Có đứa bé kìa. Từ từ nhà có qua đó. Wow, đâu đây có cái đài này. Trời đất, đang nhạc quá à. Thế con một nơi, một mình em ở đây làm gì? Con có quá nhăn nhỏ biết ba nữa. Rất bất lịch sự. Tao chẳng được ra dối hết nữa. Em bỏ tao chẳng có cha mẹ để cho tao phép tác ra hầu chứ. Chúng ta không phải là quá nhân nào, không phải người xấu. Thì mình trời bị thất lạc. Không thể bỏ mặt em. Tao là bay môn. Quen được không? Em là vai hai. Chúng ta có thể đưa em về. Được. Về phía trước. Hả? Sức cơ bản thân. Chút sức bị người xấu bắt nhưng không sao. Có bà lúc cho em còn cẩn thận hơn, tránh được nguy hiểm. Là một anh trai tự lập. Hóa ra chẳng khác gì những người lớn từng gặp trước đây. Đi nói cái ông kìa. Ý nói cái ông là cái chân mọc quá. Gặp nắm quyển. Naroi Maranoi. Còn có thể bị đấu á. Da con mặt đầy hoa ngọt rồi sao? Là giống như thế rồi. Dẫn đến vườn ươm mà. À. Dẫn đến vườn ươm, ok. Phải dẫn ba đến vườn ươm á. Để cho nó tinh. What the? Có cái rương kìa. Rương, rương thì sâu, chẳng có đồng tính. Nếu dùng nguyên tố thổ. Nguyên tố thổ hả? Thổ thì thổ. Nó thổ rồi. Rồi. Xì bá ta. Sao mà ẩu rẩu thế? Giống ai còn kìa. À là nó ra. Được. Chờ chút tiền tớ ra, sống lại liền. Sao chào đón bạn, sao chào bạn ở đó. Ồ, có thưởng, ngon.
Quá thưởng quá trời luôn. Xem còn gì nữa không. Chính là dòng ly cái đó. Chính là. Dẫn ba đến vườn ươm. Dẫn đến vườn ươm. Vườn ươm. Này. Ý nói vườn ươm thì có vườn ươm giỏi là thì ươm thì cái vườn ươm đang ẩu cảnh nè. Từ để xem họ cứ dẫn tới vườn ươm thiệt trước đó. Tại vì con bé nó hỏa hoa ngọt thì dẫn tới vườn ươm thiệt. Không phải. Rồi chắc vườn ươm kia vườn ươm đang ấu cảnh rồi. Giờ chuyển tiếp. Lỡ. Đứng ở đồng gì đó. Tên đoàn cho vô. Ủa, trăng ấu cảnh mà có nén ta. Khó hiểu vậy. Nhiều hoa ngọt vì ngỡ đó. Ủa là hành á. Chả hiểu nào là thật hay giả không biết. Qua đây nhanh lại. Đúng là ha, gấp gấp đây nhỉ. Mặc vào đó đi. Nói chuyện với vâng. Ủa nãy tôi thấy hết rồi mà. Mặc ra quá trời nữa. Bây mình chuẩn bị xong. Đó là vâng. Chúng ta chỉ giúp chút việc thôi. Đâu phải bị chuyện nên máu lồn đâu. Rất nhiều mạo hiểm đó. Ở đây nên đó bộ về và đưa bằng nó trở về. Nhìn thấy bọn họ không? Em đã nói rồi mà. Em đã quyết định không cần dựa vào người lớn, phải dựa vào bản thân rồi mà. Vẫn ổn. Như em đã nói vậy. Từ khi nhận thức, chưa có ai quan tâm đến em như vậy đâu.
cũng vậy nhé. Xong chưa? Hết cơ quà luôn. Xong chưa? Ô, xong. Ngon. Rồi, vậy là xong cái chương 3 rồi đó. Ok nhá. Ok, ok. Đâu thỏa nữa, nó nói gì nữa không? Thích em ngọt. Mình có thể gặp thầy tóc rồi. Em nhớ chị từng nhắc tới tớ vẫn chưa gặp bằng hai nhân chị nói xem có nghe thấy không thì họ có thích không. Sẽ ổn thôi, mọi người cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Ok rồi, dừng hãy chương bài.